chay nha, đó rất là ngon luôn nè, cũng nho nè, cũng nho luôn nè. Ở đây là tổ chức ẩm thực lần đầu tiên của chùa Long Hân. Mình thấy là rất là đông, từ sáng tới giờ là mình vô đây là từ lúc 5 giờ sáng là dọn hàng và rất là đông, từ sáng tới giờ vẫn không vắng người, càng ngày càng đông. Vậy là chợ này lúc sáng ra sớm tới giờ luôn hả? Từ lúc 4 giờ rưỡi là lại đây đó. Ăn hết chưa? Rồi vậy mấy con nó là hết rồi hả? Sợ đang đi mua thêm bún. Đi. Hello hello, xin chào cả nhà thân thương đã đến với kênh Hiệp Khách Hành VN. Thì hôm nay Hiệp Khách Hành VN xin mời các ông bà cô chú cũng như là cả nhà mình đến với một địa chỉ, đó là 958/22 đường Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là ngôi chùa Long Hưng Tự. Thì hôm nay tại ngôi chùa Long Hưng Tự lần đầu tiên tổ chức lễ hội ẩm thực chay đó cả nhà, để góp phần xây dựng chùa. Thì Hiệp Khách Hành sẽ đến đây chia sẻ gửi đến cho cả nhà mình xem. Nếu cả nhà mình muốn đến đây góp một phần công đức cũng như là gieo duyên tâm bảo Phật Pháp thì mình nên đây tham dự lễ hội ẩm thực chay cả nhà. Thì toàn bộ số tiền này để dùng xây dựng chùa đó cả nhà. Giờ mời cả nhà hãy cùng đồng hành với Hiệp Khách Hành VN nha. 100 ngàn đi con. Thấy phiếu 10 ngàn với phiếu 20 chứ. Đây là lễ hội ẩm thực ba chay tại chùa Long Hưng nha cả nhà. Thì bây giờ Hiệp Khách Hành đến đây cũng là 9 giờ 45 phút rồi cả nhà. Thì nơi đây đang diễn ra lễ hội ẩm thực chay, rất là đông đúc bà con quý Phật tử gần xa cũng như mọi người đến đây để tham dự lễ hội ẩm thực chay, để cùng dùng cái tiền này để là cúng dường cũng như là xây dựng chùa đó cả nhà. Rất nhiều món ăn ngon nè. Thì Hiệp Khách Hành cũng có chia sẻ một cái lễ hội ẩm thực chay tại chùa Thiên Chánh đó. Thì cả nhà mình muốn xem thì đến kênh Hiệp Khách Hành VN có chia sẻ những hình ảnh như thế này. Thì cả nhà mình biết thì muốn đến chùa, mình xây dựng chùa cũng như là gieo duyên Phật Pháp Tam Bảo thì đến với địa chỉ này ngay cả nhà. Nó rất là đông luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong, mình chia sẻ coi hôm nay lễ hội ẩm thực chay ở nơi đây tổ chức như thế nào và bao nhiêu cái gian hàng buôn bán ngay cả nhà. Mời cả nhà hãy cùng đồng hành với Hiệp Khách Hành VN nha. Thì chúc cả nhà mình luôn thật là nhiều sức khỏe nè, xem video thật là vui vẻ và được may mắn tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống nha cả nhà. Rất là nhiều món ngon luôn cả nhà ơi. Ở đây phía sau là những cái ngôi miếu đó, mình đi vào trong nha cả nhà. Đó, nhiều món ngon quá, rất là đông khách nha cả nhà, rất là đông Phật tử đến tham quan luôn đó. Đồ chay nha, đó rất là ngon luôn nè, có cũng nho luôn nè, có bánh nè, đưa bịch lên thì bánh coi, đưa bịch này lên coi, đưa bịch lên, phải vừa chuối vừa độ nha, đúng, qua qua cuộc ngang. Con của Hiệp Khách Hành vào đây thấy rất là nhiều món ngon, bắt đầu ảnh mê, anh muốn mua rồi đó cả nhà. Thì mình đi vào bên đây mình cũng chia sẻ hết đây cả nhà mình xem nè. Thì hôm nay lễ hội ẩm thực chay có một quán bún riêu chay Phú Quốc cũng như là quán trà sữa tình bạn của một người em. Thì mình đến đây mình tìm cái quán đó coi đang nằm ở đâu nha cả nhà. Hình như đây nè, đây cái quán bún riêu ở đây. Đây quán bún riêu chay Phú Quốc bán món bún riêu rất là ngon nha cả nhà. Nếu cả nhà mình có đi tham dự lễ hội ẩm thực chay ở các chùa thì sẽ thấy cái quán bún riêu chay Phú Quốc này rất là ngon đó cả nhà. Mình đã ăn rất là nhiều lần luôn rồi, rất là tuyệt vời luôn. Đây bọn nhỏ em đây cả nhà ơi, rất là dễ thương nha. Tiếng gao nghe thật là lãnh lót ha cả nhà. Ở đây là quán trà sữa tình bạn đó. Giờ con mình nhào vô mua
trà sữa đây. Con mình nó rất là mê thích cái món trà sữa tình bạn này đó cả nhà. Nếu mà bình thường tại chùa Long Hưng này cũng có hút thuốc miễn phí đó cả nhà. Thì hôm nay cái phòng hút thuốc là đang là cái nơi để bàn ăn phục vụ quý khách đó cả nhà. Giờ mình đi một vòng mình chia sẻ món ngon cho cả nhà mình xem nha. Thì theo như Hiệp Quế Hành được biết thì hôm nay có trên 30 gian hàng ăn các món. Thì mỗi một gian hàng gì tầm khoảng 2-3 món đó cả nhà. Thì cũng rất là nhiều món ngon luôn. Thì cả nhà mình đến đây cũng như là mình được ăn thưởng thức món chay thanh đạm nè. Rồi mình được gieo duyên Phật Pháp nè. Thì tất cả những số tiền mà đổi ra thành phiếu khi mình đi đến đây mình mua đó cả nhà. Thì dùng toàn bộ để xây dựng chùa Long Hưng. Đây là tổ chức ẩm thực lần đầu tiên của chùa Long Hưng. Mình thấy là rất là đông. Từ sáng tới giờ là mình vô đây là từ lúc 5 giờ sáng dọn hàng. Và rất là đông. Từ sáng tới giờ vẫn không vắng người. Càng ngày càng đông. Thì là chợ này lúc sáng thôi sớm bây giờ luôn hả? Từ lúc 4 giờ rưỡi là ở đây đó. Ăn hết chưa? Rồi vậy. Mấy con đã hết rồi hả? Sợ. Đang đi mua thêm bún. À, vô cúng rồi. Ăn trước đi. Ăn này con ngồi đây bây giờ mày cúng. Vô cúng một cái trước mình ăn. Hiểu không? Mình cúng cái mình ăn thoải mái. Đây là đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nha cả nhà. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mình đã đi một vòng ở phía trước. Mình giờ mình cúng Phật rồi mình sẽ đi vòng vòng mình quay chia sẻ nữa cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Đây là đức cái miếu Phật Di Lặc. Đây là Quan Thánh Ni Quân, bà Chúa Xứ. Rất là nhiều nhưng mà bây giờ người ta để gian hàng người ta bán á. Mình không có vào trong mình quay phim được nha cả nhà. Mình chia sẻ bên ngoài cho cả nhà mình xem thôi. Bây giờ mình đi vòng qua đây mình đi cúng nha cả nhà ơi. Còn đây là cái bàn bán phiếu nè. Mình sẽ dùng tiền mình mua phiếu rồi mình đem phiếu đó mình vô mua đồ ăn nha cả nhà. Phía đây là bên trong chánh điện của chùa Long Hưng nha cả nhà. Thì cũng có bài buôn bán ở bên trong chùa cũng như là bàn ghế để cho khách thập phương cũng như quý Phật tử gần xa đến ủng hộ ẩm thực chay thì ngồi dùng thiện đó cả nhà. Đó rất là nhiều món ngon nha. Ở đây là quầy bán sữa đậu nành nè, trà tắc nè, sâm bổ lượng, nhiều thứ lắm cả nhà. Mỗi một gian hàng có thể bán lên tới 5-6 món luôn, cho nên thành ra mình thấy là trên 30 gian hàng vậy chứ cũng tầm 7-80 món nha cả nhà nha. Đó, bây giờ mình đi vòng vòng bên trong nên mình chia sẻ cho cả nhà mình xem những hình ảnh của những quý Phật tử cũng như là ông bà cô chú bà con cô bác gần xa đến ủng hộ tham dự lễ hội ẩm thực chay cũng rất là đông đúc, rất là náo nhiệt nha. Thì mình thấy thì chùa Long Hưng hình như là có 3 tầng cả nhà, do hôm nay lễ ẩm thực chay người ta đóng cửa mình không có đi lên lầu mình chia sẻ cho cả nhà mình xem được. Thì nếu như cả nhà mình có xem video này mà thấy cũng muốn đến ủng hộ xây dựng chùa thì đến 958/22 đường Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nè cả nhà. Ăn bánh tráng không? Món bánh tráng trộn cả nhà nhìn hấp dẫn quá. Con mình nó cũng thấy mê nó muốn mua cả nhà. Vòng qua đây nè con.
món chay mà mình nhìn thấy món nào cũng ngon, cả nhà nhìn rất là bắt mắt, không dẫn luôn cả nhà, vừa thanh đạm vừa ngon nữa. Đây là gỏi cuốn ở đây nè cả nhà, nhìn thấy hợp hợp, nhìn thấy bắt mắt ghê luôn nha. Đó thì đây mình thấy một cái chương trình mà lễ hội ẩm thực để dùng tiền xây dựng chùa như thế này cũng rất là hay. Thì trước là mình có được món ngon chay để mình thưởng thức, để mình biết thêm nhiều món lạ về các món chay. Thì thứ hai là mình cũng dùng số tiền đó để gieo duyên với Phật Pháp, cúng dường tam bảo cũng như là xây dựng chùa, tạo cũng rất là nhiều công đức đó cả nhà. Bây giờ mình đi ra ngoài, con mình nó đói bụng rồi cả nhà, mình đi ra ngoài mình ăn món bún riêu chay cả nhà. Mời cả nhà hãy cùng đi ra ngoài thưởng thức các món ngon cùng Hiệp Bích Hạnh VN nha. Hai tô bún riêu đi. Hai tô hả? Ừ. Bây giờ đó ngồi, giờ có chỗ ở đây đâu ngồi đâu. Ở đây, ở đây. Ngồi ở đâu? Thì theo như lời của sư thầy chia sẻ thì hôm nay có một quý Phật tử phát tâm cúng dường, nếu như hôm nay có gian hàng nào chưa bán hết thì quý Phật tử đó sẽ mua và dùng các món ăn chay để cúng dường cũng như là bố thí cho người nghèo ở cả nhà. Bán mì vịt tiền với cháo nấm đang rất là đông nha. Mì vịt tiền với cháo nấm con ăn không? Em mua bánh đây nè, bánh nè, mua bánh đi, bánh đậu với lại bánh chuối, hai cái chuối hai cái đậu, ba cái 20.000. Giờ lấy hai cái đậu một cái chuối. Gì nữa, mua gì nữa? Có chè không? Ta mua dầu nè, đây mua dầu nè. Câu câu trà sữa cho mẹ. Đây là nước sâm. À, mô này mô. Bánh này. Em mua bánh này nè. Bánh gì? Bánh nhân gì vậy chị? Dạ nhân chuối, nhân đậu vậy, bánh dừa, bánh lá dừa. À, bánh lá dừa mua đi. Nhiều cái? Dạ 10.000 vậy. Lấy một cái chuối, một cái đậu. Đưa hết thì cô đi, đưa cái chuối cái đậu ra mua giấy phiếu khác. Nha. Ai còn lấy dầu đâu? Đâu dầu đâu? Ở đây kìa, dầu kìa. À mua hai cái dầu đi nè, mua dầu nè, mua dầu nè. Dầu nè. Lấy hai chai. Bên này có điện thoại, cứ có nhu cầu mua nhiều chục chai là điện cho em giao tới nè. Rồi. À, đây là dầu cây quế cả nhà. Dầu này cái mùi rất là dễ chịu mà nóng cũng nhẹ nữa. Mình rất là thích cái mùi dầu này luôn cả nhà. Phiếu. Mua phiếu mua gì vậy? Mua cà phê. Phê đó hả? Ừ, mua phiếu đi. Hay là mua trà đào? Không, mua trà đào đi. Còn đây là có bán những trang phục áo sẫm đi chùa cả nhà, rất là đẹp luôn. Đó, bây giờ mình chia sẻ hình ảnh chùa Long Hưng cho cả nhà mình xem nè cả nhà.
Thì nếu cả nhà mình xem video mà thấy hay thì nhớ bấm like, chia sẻ và tặng cho Hiệp Bích Hạnh VN một cái đăng ký kênh, ủng hộ làm niềm động lực tinh thần cho Hiệp Bích Hạnh này cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình thật là nhiều nha. Chúc cả nhà mình xem video thật là nhiều vui vẻ và thân tâm, lúc nào cũng an lạc và may mắn trong cuộc sống cả nhà. Giờ này chưa nhưng mà Hiệp Bích Hạnh thấy thì rất là còn đông người đến để tham dự lễ hội ẩm thực chay tại chùa Long Hưng này cả nhà. Quá là nhiều xe luôn nè. Rất là đông bà con cũng như quý Phật tử gần xa đến đây tham dự để cúng dường gieo duyên Phật pháp á cả nhà. Thì giờ mình chia sẻ lên hình ảnh cả nhà mình xem như thế này. Thì cả nhà mình thấy hay thì nhớ ủng hộ chị Bích Hạnh một cái đăng ký kênh này cả nhà. Cảm ơn cả nhà thật là nhiều nha. Thì nhớ đón xem thêm những video sau của Hiệp Bích Hạnh VN nha cả nhà.